10 câu nói giúp bạn trở nên mạnh mẽ trước vô vàn khó khăn. 1. Cuộc sống thu lại hoặc mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm. 2. Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường. Sự tận tụy thôi thúc ta hành động và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường. 3. Khi mới chỉ nghe nói, bạn sẽ dần quên. Khi được tận mắt thấy, bạn sẽ ghi nhớ. Chỉ khi tận tay làm, bạn mới thực sự hiểu. 4. Phát hiện vấn đề luôn quan trọng hơn giải quyết vấn đề viết ra vấn đề là bạn đã giải quyết được nó một nửa. 5. Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công. 6. Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 7. Để vượt qua khó khăn không nhất thiết anh phải có phản xạ của tay đua F1, hay cơ bắp của Hequin, hay trí não của Einstein. Đơn giản anh chỉ cần biết điều gì nên làm. 8. Người hạnh phúc không phải là người được may mắn sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là người có thái độ sống tốt trong mọi hoàn cảnh. 9. Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta càng hợp tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt tình, chúng ta càng có năng suất. Chúng ta càng sẵn lòng phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng. 10. Bắt đầu từ nơi bạn đứng, sử dụng những gì bạn có, làm những gì bạn có thể.